Vậy là chúng ta cũng đã biết là cái con số mà để tổng cái doanh thu bán điện của 2017 của EVN là 289.954 tỷ đồng. Trong đó thì riêng cái tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện đã là 291.278 tỷ đồng rồi. Tôi xin phép làm tròn. Và như vậy thì rõ ràng là nếu chúng ta chỉ tính một cách đơn giản hai con số trừ đi nhau thì như vậy là rõ ràng là cái kinh doanh là đang bị lỗ. Tuy nhiên là EVN có thêm một số những cái khoản thu nhập khác, ví dụ như là các cái thu nhập về tài chính, ví dụ như tiền gửi ngân hàng chẳng hạn. Thế rồi là các thu từ cổ tức và lợi nhuận của các cái công ty mà EVN có cái hợp tác kinh doanh trong, cũng là chỉ trong ngành điện chứ không hề có bất cứ một cái chi phí khác hoặc thu nhập khác mà không liên quan đến ngành điện. Đấy, và ngoài ra thì nó còn có một cái khoản năm 2017 là 5.011 tỷ. Đây là cái chênh lệch về tỷ giá. Và nếu mà chúng ta cộng tất cả các đầu thu cũng như là đầu chi và kể cả cái khoản chênh lệch tỷ giá thì năm 2017 thì ngành điện như vậy là lỗ 2.219 tỷ đồng. Như vậy Bộ Công Thương đã thực hiện rất nghiêm túc, đó là không có việc là đề xuất điều chỉnh tăng giá điện và cũng không xem xét nếu EVN có đề xuất là tăng giá điện. Tuy nhiên là cái việc xây dựng kịch bản giá điện năm 2019 ấy, thì sẽ được thực hiện theo đúng quy định tại quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ. Và về kế hoạch cung cấp điện năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành, và hiện nay là chúng tôi đã đưa ra 4 cái kịch bản tương ứng với cái tốc độ tăng trưởng phụ tải cao và tăng trưởng phụ tải bình thường, và 2 kịch bản tương ứng là về thủy văn nước và các cái hồ về bình thường cũng như là kịch bản nước là nếu mà ít hơn là bình thường. Thì hiện nay là chúng tôi có thể khẳng định là Bộ Công Thương sẽ xem xét rất kỹ và xây dựng các cái kịch bản giá điện năm 2019 theo đúng quy định và có xem xét các cái tác động của việc điều chỉnh giá điện.